Vâng, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Triệu Đức Ô tô cũ Hải Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay, bên em vừa về một mẫu xe Ford Mondeo sản xuất 2003, tên tư nhân biển Hà Nội. Và bên em đang chào bán với mức giá là 160 triệu đồng, bao hồ sơ trên toàn quốc. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua ô tô cũ thì hãy liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay tổng thành chi tiết bên ngoài chiếc Ford Mondeo này. Vâng anh chị và các bạn nhé, một chiếc Ford Mondeo bản đặc biệt máy 2.0, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn. Mà chiếc này thì nó là màu xanh dưa, màu rất là đẹp. Biển Hà Nội 5 số. Giá cực kỳ đáng yêu các bác nhé. Chỉ có 160 triệu đồng thôi là chúng ta sở hữu ngay một chiếc Ford Mondeo bản đặc biệt nha anh chị nhé. Máy 2.0 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy. Màu xanh dưa rất là đẹp. Giá là 160 triệu đồng này, em đã bao rút hồ sơ trên toàn quốc. Anh chị và các bạn mua về là chúng ta chỉ việc nhập tên thôi. Màu xanh dưa rất là đẹp. 160 triệu đồng là chúng ta sở hữu ngay một chiếc Ford Mondeo sản xuất 2003, tên tư nhân biển Hà Nội. Về phần vỏ, sơn vỏ bên ngoài thì anh chị và các bạn là mua về là chúng ta sử dụng ngay, không phải coi như là mất 1.000 nào về phần sơn vỏ cả. Xe form dáng rất là đẹp. Bản này là tiết kiệm nhất của dòng Ford Mondeo đấy các bạn ạ. Giá cực kỳ đáng yêu luôn. Chỉ có 160 triệu đồng thôi. Là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc Ford Mondeo số tự động bản đặc biệt 2.0. Xăng cực kỳ tiết kiệm luôn các bác nhé. Và cam kết với anh chị và các bạn, một chiếc Ford Mondeo 2003 này là không một lỗi nhỏ luôn. Không đâm đụng mà không tai nạn, không ngập nước. Anh chị và các bạn mới xem video lần đầu thì cho em xin một lượt chia sẻ và một lượt like. Và hãy đăng ký kênh của em. Ấn nút chuông nút màu đỏ phía dưới ạ. Và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất bên em sẽ về theo ngày tháng. Giá cực kỳ đáng yêu luôn các bác nhé. Một chiếc Ford Mondeo 2003 bản đặc biệt. Máy chỉ có 2.0 thôi. Xăng cực kỳ tiết kiệm luôn. Tám đến 10 lít trên 100 km bác nhé. Giá 160 triệu đồng này em đã bao rút hồ sơ trên toàn quốc. Nên là chị và các bạn là mua về là chúng ta cực kỳ yên tâm luôn. Xe form dáng rất là đẹp các bạn. Chủ nhân là một người rất giữ gìn xe luôn nhé các bác nhé. Toàn bộ phần vỏ bên ngoài là chưa có bị coi như là đâm pha gì nặng nhé các bác nhé. Và sau đây em sẽ quay tổng thành nội thất bên trong chiếc Ford Mondeo này. Vâng, em định quay vào trong nhưng mà lốp nó mới lắm các bạn. Lốp rất là dày luôn, cực kỳ dày luôn đấy các bác nhé. Bác chủ mới thay lốp xong. Em định quay nội thất bên trong thì thấy dàn lốp nó quá mới, đâm ra em phải quay cho bác xem. Về phần bên nội thất bên trong, tắp ly là vẫn còn tắp bi lý nhé các bác nhé. Zin đét theo nhà sản xuất luôn các bạn. Keo chỉ là không mất một phân nào các bác nhé. Đấy, nội thất cực kỳ tươi và rất là đẹp luôn. Đấy, tổng lưng hạ kính này các bạn. Gương chỉnh điện, cụp xòe. Nội thất cực kỳ tươi.
tính năng cực kỳ an toàn các bác nhé. Xe được trang bị là rất nhiều túi khí này. Các bác nhìn nội thất này. Đấy. Đây một chiếc túi khí này các bác này. Đấy. Và bên cạnh kia một chiếc. Hai. Xe chiếc này thì nó chỉ có hai túi khí rồi các bạn. Đấy. Tắp bi lý zin đét theo nhà sản xuất luôn các bác nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đã được bác chủ độ lên là màn hình các bác nhé. Cực kỳ đáng yêu luôn. Đấy, em sẽ mở cốp. Đây các bác nhìn này. Đấy, còn ốc cánh cửa nào còn xin đét các bác nhé. Chưa có hiện tượng mà ra nha các bác nhé. Đây, đóng mở cửa các bác này. Tôn cửa cực kỳ móng luôn. Rất là nhẹ nhàng, êm ái, không phải mạnh tay. Đấy, cửa rất là hít các bác nhé. Đây, tắp bi lì đây. Mở ra là điện sẽ mở chiếu sáng, ban tối. Đấy. Về phần ghế da này thì nó em sẽ khắc phục cho các bác. Đấy. Ghế da cho các bác. Anh chị mua về là không mất 1.000 nào luôn. Đấy. Trần cực kỳ sáng và rất là mới luôn các bác nhé. Đấy. Xe cực đẹp luôn. Giá chỉ có 160 triệu đồng thôi, em đã bao rút hồ sơ trên toàn quốc rồi anh chị ạ. Đấy. Cửa em đóng cực kỳ nhẹ luôn. Đóng rất là nhẹ đã vào rồi. Tôn vỏ cực móng các bác nhé. Đấy. Cực kỳ móng luôn. Vào đây. Khoang cốp các bạn. Cốp lý cốp ấy. Đấy. Đây các bác nhìn này. Cốp mà còn chưa ra ốc này. Zin đét theo nhà sản xuất luôn các bạn. Đấy. Phiên bản cực đặc biệt luôn. Đấy. Lòng sơn đây. Một chiếc lốp sơ cua dự phòng. Rất là đẹp. Đây các bác nhé. Đây là phưa cái dàn xương gầm các bác nhé. Này. Bô là cái phần dễ mọt nhất của dòng xe ô tô và tất cả các động cơ. Nhưng mà chiếc bô của chiếc Ford này là chưa mọt các bác nhé. Đấy. Xương gầm này các bác này. Đấy, chưa hiện tượng mọt gì cả. Nó chỉ cũ theo thời gian thôi các bác nhé. Cửa đóng cực kỳ nhẹ nhàng luôn, tôn vỏ cực kỳ móng luôn các bác nhé. Cam kết với anh chị và các bạn là chiếc Ford Mondeo 2003 này là xe không một lỗi nhỏ luôn. Đấy, tôn vỏ móng dính luôn các bạn. Tắp bi lý này. Đấy. Con ốc nó vẫn vàng vàng ươm các bác. Chưa hiện tượng là dí mọt gì các bác nhé. Đấy. Giá chỉ có 160 triệu đồng thôi. Thì em đã bao rút hồ sơ trên toàn quốc. Anh chị mua bất kỳ tính nào em sẽ rút cho. Còn nếu bác nào phía Bắc thì lên để cái biển Hà Nội này mà đi. Không việc gì phải rút hồ sơ cả. Đấy. Tắp bi lý toàn bộ luôn. Keo chỉ thì cam kết anh chị các bạn là không mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy. Nội thất cực đẹp luôn các bạn. Cực kỳ tươi luôn. Đấy. Chủ nhân đã độ lên màn hình mình hành trình các bạn. Đấy. Và đây em sẽ lấy máy lên cho anh chị và các bạn nghe tiếng động cơ. Máy lấy cực êm, điều hòa cực mát luôn. Và đây, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2019 các bạn nhé. Tôn vỏ cực nóng luôn. Bảo tang luôn. Đây là khoang động cơ chiếc Ford Mondeo 2003 này. Động cơ 2.0. Đấy, các bác nhìn này. Tem của nhà sản xuất vẫn còn vàng ươm luôn này các bác. Đấy. Xe không đâm va gì các bác nhé. Không một lỗi nhỏ luôn. Đấy. Cam kết anh chị và các bạn như thế. Đây là máy sai biếu xe luôn. Đấy. Máy lỗ cực êm, số cực mượt luôn. Tôn vỏ móng dính luôn các bác nhé. Không một lỗi nhỏ. Anh chị và các bạn có nhu cầu muốn xem xe trực tiếp thì hãy đến địa chỉ là 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương.
và liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Quán ơi, quán ơi, cho để lại xe đạp để chú ra cái quán. Vâng, và sau đây em sẽ đi chiếc xe này từ đây đến về cửa hàng em. Đây, các cháu nhỏ để xe đạp vướng quá đâm ra em không đi được. Số má cực kỳ mượt luôn các bạn, êm lắm. Mà giá cực rẻ luôn, chỉ có cho 160 triệu đồng thôi. Anh chị và các bạn xem video lần đầu thì xin hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Và hãy để lại cho một em một lượt like, một lượt chia sẻ để kênh một ngày càng phát triển thêm. Anh cho gọi. Em lái em thả cả tay ra các bác. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video lần sau.